Hello, xin chào mọi người nhá. Hôm nay là có một vị khách mang con máy Vi iCloud bị khóa đến nhờ mình mở hộ. Và cái điều muốn nói là cái vị khách này ấy, 50 tuổi. 50 tuổi. Thì nói thật các bạn là trước khi mình hướng dẫn các bạn cách xử lý tình huống khi máy các bạn bị khóa như này sao cho nó ok nhất, thì mình cũng phải nói thật với mọi người rằng là mình cũng không hiểu mọi người suy nghĩ kiểu gì mà mọi người đi vay iCloud trên mạng. Mọi người phải xác định là bây giờ đến anh em bạn bè mình cho mình vay còn khó, thậm chí người ta còn lấy lãi cao, thậm chí còn lừa mình. Đây các bạn đi đi vay trên mạng một người các bạn không hề quen biết một chút xíu nào. Đây hậu quả này, không lấy được tiền mà còn mất tiền oan. Mất tiền oan, mất rất nhiều tiền luôn. Thì đầu tiên thì mình khuyên thật các bạn là đừng bao giờ suy nghĩ đến cái chuyện vay iCloud, đừng bao giờ. Kiểu gì các bạn cũng mất rất nhiều tiền. Mất rất nhiều tiền. Và mình đã có một cái video mình phân tích rồi, nhưng mình để bên kênh YouTube Thanh Tú Store. Kênh đấy của mình là kênh chuyên bán điện thoại. Đây, mình để trên kênh YouTube này. Mình đã có video hướng dẫn rồi, nhưng hôm nay lại làm thêm một cái để đăng lên kênh này các bạn nhé. Thì khi các bạn vay iCloud trên mạng thì có hai trường hợp xảy ra. Hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ví dụ như có những cái này, họ cho các bạn vay 2 triệu, họ sẽ chuyển khoản cho các bạn 2 triệu. Đấy là trường hợp thứ nhất. Thì khi họ chuyển khoản cho các bạn 2 triệu, một thời gian sau các bạn phải trả lãi, ví dụ trả lãi 500 nghìn đi. Thế nhưng mà mình dám khẳng định là khi các bạn trả lãi 2-500 nghìn xong, người ta sẽ không mở cho các bạn. Nó sẽ phải thành lên đến 1 triệu, tức là phải thanh toán là 3 triệu. Vì nó đưa ra rất nhiều lý do, tóm lại là như vậy. Và rất nhiều trường hợp bị như thế rồi, cứ vay 2 triệu thành 3 triệu. Hôm trước có một bạn ra cơ sở 2 của mình đấy. Vay 8 triệu, thanh toán 12 triệu. Mua con máy 14 Pro Max của mình nhá. Xong về vay 8 triệu thanh toán 12 triệu, mở ra xong lại bán cho mình luôn. Thế tự dưng mất 4 triệu cộng với mua con 14 Pro Max của mình. Lỗ thêm 1 triệu nữa là thành lỗ 5 triệu. Các bạn thấy tiền nó dễ kiếm nhỉ? Các bạn đang khó khăn mà các bạn lại nào và các bạn như vậy có chết không cơ chứ? Thì ở trường hợp đầu tiên này thì các bạn là thôi cứ là may mắn rồi thì các bạn cứ phải thanh toán thôi để nó mở cho, và tuyệt đối từ sau nghe mình đừng vay trả gốc, đừng vay iCloud nữa các bạn nhé. Thế còn trường hợp thứ hai này mới là trường hợp đau buồn này. Trường hợp thứ hai này là trường hợp quá đau buồn luôn. Đó là gì? Đó là khi người ta cài đặt iCloud vào máy bạn, người ta khóa lại và người ta không đưa cho bạn nghìn nào. Tức là khi các bạn thỏa thuận là vay con XS này là 2 triệu, nhưng khi người ta đăng nhập iCloud vào, người ta khóa máy luôn và người ta không chuyển cho các bạn nghìn nào. Không chuyển cho bạn nghìn nào. Thế tại sao nó lại làm như vậy? Bởi vì ngay từ lúc đầu nó đã muốn lừa các bạn rồi. Đúng không? Nó khóa vào không cho các bạn dùng, và nó đây này. Nó hướng dẫn các bạn này. Ngày mùng 9 tháng 10 này. XS này, Phạm Thu này. Telegram này. Đây là Telegram nhá. Đấy. Tức là gì? Nó khóa lại và nó muốn các bạn vào Telegram. Số điện thoại của Telegram đây. Để làm gì? Để nó bắt các bạn chuyển cho nó tiền thì nó mới mở ra. Nhưng bây giờ mình hỏi thật các bạn nhé. Các bạn vay người ta tiền mà người ta chưa chuyển tiền cho các bạn, mà người ta đã khóa lại như này, bọn nó đã khóa lại như này, thì các bạn làm theo hướng dẫn của nó, các bạn vào Telegram để liên hệ với nó rồi chuyển tiền cho nó để nó mở. Thì mình hỏi thật các bạn chuyển nó có mở không? Không bao giờ nó mở. Và nếu mà các bạn vào Telegram làm theo hướng dẫn của nó, tức là chuyển tiền cho nó, thì các bạn ngu chồng ngu. Đấy là một sự thật, gọi là ngu chồng ngu nhá. Trường hợp này mang ra tiệm bán được nghìn nào thì bán xác chết con máy được bao nhiêu thì bán. Mình mua rất nhiều rồi nhá, mình mua rất rất nhiều rồi đấy. Và rất nhiều trường hợp nhá, và Telegram làm theo hướng dẫn, nó bảo là chuyển cho nó 500 nghìn nó mở cho, chuyển 500 nghìn xong nó vẫn không mở, nó lại bán 500 nghìn nữa, cứ thế vài lần, cuối cùng biết là nó sẽ không bao giờ mở và mang ra nhà mình bán.
quá là đáng tiếc luôn. Cho nên là đúc kết lại khuyên các bạn nhá, đừng nên vay iCloud, vay là ngu đấy, vay là ngu, xin lỗi các bạn nhưng đấy là sự thật. Mà vay xong rồi mà ở tình huống thứ hai này cứ đi vào Telegram mà trả đưa tiền cho nó để nó mở cho thì gọi là ngu chồng ngu nhá, ngu chồng ngu. Bởi vì nó mở cho các bạn thì ngay từ nó khóa làm gì, nó xác định lừa ngay từ giây phút đầu tiên rồi mà, đúng không? Đấy, còn các bạn muốn bán được giá ấy thì liên hệ ngay với mình mua cho bạn giá cao nhất có thể, vì bên mình là một cửa hàng bán điện thoại kèm bán linh kiện zin bóc máy, mình mua về mình bóc linh kiện mình bán cho thợ nhá, cho nên là mình sẽ thu được giá cao cho các bạn. Và vào kênh YouTube Thanh Tú sau này của mình có địa chỉ cụ thể, và bên mình đang có 4 cơ sở nhá. Ok, toàn nghe mình đừng nên vay nhá.